Sáng ngày 16 tháng 1 năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thượng tá Bùi Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã nỗ lực đoàn kết khắc phục khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện Tân Lạc năm 2022. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quảng Mỹ, Tử Nê, Phong Phú và thị trấn Mãn Đức đạt kết quả tốt. Tổ chức giao quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, xây dựng chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước ở địa phương. Công tác chính sách được triển khai thực hiện tốt, công tác hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng, đại diện các ban, khối, các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023. Kết luận hội nghị, Thượng tá Bùi Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề nghị trong thời gian tới tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn và báo cáo kịp thời, tăng cường công tác chỉ đạo, công tác tham mưu, phối hợp nắm và giải quyết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn, xử lý kịp thời các tình huống, tổ chức tốt lễ giao nhận quân trọng thể, trang nghiêm, tăng cường quản lý chặt chẽ quân số, kỷ luật, vũ khí trang bị. Tiếp tục đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.